Hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã bước ra sân tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Timor-Leste trong khuôn khổ vòng bán kết U23 Đông Nam Á 2022. Trước đó, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore và 1-0 trước U23 Thái Lan tại vòng bảng, qua đó đứng đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, cách mà đội tuyển U23 Việt Nam vào đến vòng bán kết có thể xem là nghị lực và kiên cường, bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến cho chúng ta mất tới 19 cầu thủ trong lực lượng ban đầu. Cần nói thêm, ở trận đấu với Thái Lan, U23 Việt Nam mất tới 12 cầu thủ do dịch bệnh. Rất may là huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã kịp thời bổ sung 6 cầu thủ, qua đó giúp U23 Việt Nam có khoảng 15 đến 16 cầu thủ để kiên cường đánh bại U23 Thái Lan trong trận tranh ngôi nhất nhì bảng đấu. Ngay sau trận sau đó, U23 Việt Nam tiếp tục bị tổn thất lực lượng. Cụ thể, 7 cầu thủ nữa tiếp tục xét nghiệm dương tính với Covid-19. Điều đó cũng có nghĩa lực lượng của U23 Việt Nam chỉ còn khoảng 9 đến 10 người có thể ra sân thi đấu với U23 Timor-Leste. May mắn cho Đinh Thế Nam là ông vẫn có thể bổ sung thêm 4 cầu thủ nữa, và dự kiến trong sáng 24 tháng 2, U23 Việt Nam sẽ đón 4 Việt binh gồm thủ môn Trần Liêm Điều của Nam Định, hậu vệ Đoàn Anh Việt của Sài Gòn FC, cầu thủ Hồ Khắc Lương của Sông Lam Nghệ An và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của Phú Hiến. Chiều nay 23 tháng 2, bộ đôi cầu thủ gồm thủ môn Trần Liêm Điều và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng đã đáp chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Hồ Khắc Lương và Đoàn Anh Việt cũng đang có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh cùng câu lạc bộ chủ quản chuẩn bị cho mùa giải mới. Tối nay, 4 cầu thủ nói trên sẽ thực nghiệm xét nghiệm PCR nhằm khớp với quy định có kết quả xét nghiệm 24 giờ trước trận đấu. Được sự hỗ trợ tận tình và tạo điều kiện thuận lợi của Ủy ban Nhân dân, Sở Ngoại vụ và các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, rạng sáng 24 tháng 2, 4 cầu thủ này sẽ di chuyển sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài. Sau khi đặt chân sang nước bạn, 4 cầu thủ này sẽ được đón vào khách sạn Phnom Penh, hội quân cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Theo quy định bổ sung của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, trong quá trình diễn ra giải đấu, mỗi đội được quyền thay thế tối đa là 10 cầu thủ trong các trường hợp nghi nhiễm bệnh Covid-19. Do vậy, nhóm 4 cầu thủ nói trên cũng sẽ là nhóm viện binh cuối cùng của U23 Việt Nam. Trong cuộc trao đổi với báo giới trước trận bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022, huấn luyện trưởng Đinh Thế Nam cho biết đội tuyển U23 Việt Nam xác định sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể. Ban huấn luyện cũng động viên, khích lệ các cầu thủ sẵn sàng thi đấu hết mình cho trận đấu với U23 Timor-Leste. Trở lại với buổi tập hôm nay, U23 Việt Nam đã dành 1 tiếng đồng hồ để tập luyện trên sân quân đội. Do vừa trải qua thi đấu nên huấn luyện viên Đinh Thế Nam chủ yếu cho các học trò tập luyện bắt bài tập hồi phục. Ngoài ra, vị chiến lược gia này cũng cho các học trò chơi các trò chơi chuyền bóng bằng tay, qua đó rèn phản xạ trong các tình huống kèm, bắt người đối phương. Ngoài ra, U23 Việt Nam cũng đã có buổi tham quan sân thi đấu Morocco, địa điểm thi đấu trận bán kết. Đây là sân khá đẹp, khán đài vòng cung khá đẹp mắt, mà sân được trồng cỏ chỉ và khá phẳng nên lý tưởng cho các cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật tốt như U23 Việt Nam thể hiện. Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Timor-Leste sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 24 tháng 2. Đối thủ của U23 Việt Nam không quá mạnh, nhưng họ lại có lợi thế được nghỉ hơn 2 ngày và không có cầu thủ nào bị dương tính với Covid-19.